last lesson, you have learned about the getting started of Unit 3, as the and about the grammar you have learned, and you learned about the question word before to infinitive. Duy có thể nhắc lại cho cô về cái phần question word, còn nhớ không? Từ để hỏi ấy. Trong câu có từ để hỏi, sử dụng có từ để hỏi, xong rồi đằng sau nó sẽ là một cái to và động từ nguyên mẫu đây. Liệt kê cho cô một số question word này. Dạ vâng. Dạ vâng. Là những từ gì? Là những từ gì? Cô nói lại như cô. Tức là cô đang muốn Duy liệt kê cho cô các cái question word ấy, những cái từ để hỏi ấy. À, dạ. Cái từ dùng để hỏi là who, what, where, when, how. Còn từ gì nữa? À, còn từ... Còn một từ nữa nhưng mà không dùng to infinitive ấy. Có chú ý lần trước, ở trong cái phần chú ý cô lần trước đã dạy rồi đấy. Từ why. Dạ. Lần trước đã học từ vựng chưa? Đã học từ vựng, về nhà đọc lại bài chưa? Về nhà đọc lại cái bài này chưa? Ừ, rồi. Dạ rồi. Bây giờ Duy đọc lại cho cô nghe cái phần này để cô kiểm tra phát âm nhé. Đọc lại cái bài này này. Đọc lại cái bài Getting Started nhé. Ừ, ok. À, 2 phút. Where's my isn't coming? She said she was too tired and didn't. Didn't want to go out. She's been staying up late studying for the exam. Does she need to be that? Nào, Duy đọc từ từ thôi để cô sửa phát âm đi nhá. Đọc từ từ thôi. Studying for the exam. Exam. Doesn't she need to Now, doesn't ở đâu? Đọc từ từ nào. Does she need to be that? She just it. Stretch out. Maybe not, but my parents always expect her to get good grades. Great. And she doesn't want to disappoint them. They want her to go to a top. College, and study medicine. Really, she told me she wants to be a designer. That's why she's been a bit tense lately. She doesn't know that. No. She doesn't know what to do. My parents say decide. Graduate. Good
wooden five jobs is selling, and they wanted her to get a medical degree. Oh, I understand. Sometimes I wish my parents could put themselves in my shoes. Anyway, my needs to take a break. I'll go and ask her if she wants to go and see a film with you tomorrow. With us tomorrow. Or I don't. I doubt if she's already fully booked for book, the week. Book. Nào, cái phát âm Duy về xem lại cái phát âm ED nhé. Duy học cái phần phát âm, cách phát âm của ED chưa? Yeah. Nuôi ED ấy. Ừ, thế phải nhớ về xem lại cái có ba cái. À, một cái là phát âm là t, một cái là d và một cái nữa là dit ấy. Đấy, về xem lại cái phát âm của những cái từ ED đấy nhá. Đọc có mấy từ bị sai ấy nhá. Cái là fully book. Cái đuôi này sẽ là đọc bật tờ lên đấy. Booked. Ừ. For the weekend. With her math class, English class, judo class, and music lesson. Rồi, ở trong cái bài này có từ nào mà Phúc chưa biết không? Tại cô thấy có mấy từ Phúc đọc bị sai ấy. Không biết Phúc đã học chưa? Dạ, cô cho em viết từ vựng ạ. Ừ, chỗ này những cái từ này biết nghĩa rồi đúng không? Dạ. Ừ, thế thì phải về đọc lại phát âm, học lại cách phát âm của những cái từ này nhá. Có nhiều từ Phúc bị phát âm sai ấy. Đây, ví dụ như là cái từ exam này. Exam này là kỳ thi đúng không? Exam. Phúc đọc cho Duy đọc cho cô này. Exam. Ok. Stretch out. Check out. Stretch out. Stretch out. Stretch out. Okay. Stretch out. Good grade. Good grade. Disappoint. Disappoint. Okay. College. College. Medicine. Medicine. Okay. Lately. Graduate. Graduate. Degree. Themselves. Vừa nào biết gì? Themselves. Cô nghe như kiểu đâm sâu. Đâm sao. Rồi, ok. Phim. Phim. Đáp này nghĩa là gì? Đáp. Đáp này nghĩa là nghi ngờ. Tôi nghi ngờ cái điều đó đấy. Rồi, được rồi. Chỗ này Phúc có thể dịch hết được cả bài này rồi đúng không? Về nhà dịch hồi một chút dịch bài này. Ừ, cô cứ nhầm. Cô sai Duy nhắc nhá. Tại cô bị nhầm. Duy dịch hết bài này được hồi buổi trước rồi đúng không? Dạ. Buổi trước Duy dịch bài này rồi đúng không? Dạ đúng rồi cô, buổi trước dịch một phát hết luôn. Ừ, đúng rồi. Ok. Rồi, buổi trước thì cô cho Duy học đến hết cái bài 1 rồi đúng không? Làm hết bài tập 1 rồi đúng không? Xong rồi làm bài kiểm tra 15 phút đi đúng không? Dạ.
Ừ, rồi, hôm nay mình làm bài tập tiếp nhé. Xong rồi mình sẽ ôn lại cái phần ngữ pháp của buổi trước nhé. Được chưa? Dạ, dạ vâng. Ừ, rồi, nào, ở đây bài thứ hai nào. Fill the gap with the word in a box. In some cases, more than one word may be suitable. Bây giờ mình điền những cái từ ở trong đây và những cái 6 câu ở đây này. Và trong một... Dạ. À, trong các cái 6 câu này thì có những cái từ, có một vài từ ở trong cái hô, cái ô này, nó kiểu nghĩa nó giống nhau ấy. Nên là có thể để một cái ô này có thể nhiều nhiều từ. Ok, hiểu chưa? Dạ, được. Ừ, ừ rồi. Ừ, rồi, thế Duy làm bài này, nhá. Duy có sách rồi đúng không? Dạ vâng, em có sách lâu rồi. Ừ, ừ ok. Thế Duy, bây giờ Duy làm bài này 5 phút nhá. 5 phút có đủ không? Dạ dư rồi cô. Ừ ok thế giỏi. Rồi thế làm cho cô đi. Dạ. 5 phút nha. Rồi ok.
Rồi, Nguyễn làm xong chưa? Dạ rồi. À, ở trong đây thì có 9 từ ở đây. Duy dịch cho cô những cái từ này nhá. Biết hết nghĩa của những cái từ này chưa? Dạ rồi. Ừ, rồi. Nào, đọc các từ này cho cô để cô kiểm tra phát âm nào. Nào, từ đầu tiên. Tense. Ừ, tense nghĩa là gì? Căng thẳng. Đúng rồi. Rồi, từ tiếp theo nào. Confident. Ừ, confident. À. Tự tin. Ừ. Tiếp nào. Depressed. 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 Ừ, rồi, nghĩa là chán nản. Ừ, đúng rồi, chán nản, thất vọng, tuyệt vọng. Rồi, tiếp nào. Frustrated. Okay. It means thoải mái ạ. Frustrated. Thất vọng. Rồi, đúng rồi, okay. And this next one, the next one. Realize. Relax. 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 Okay. Thoải mái. Mm-hmm. Calm. Calm. Bình tĩnh. Mm-hmm. Delight. Delighted. 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 It means nghĩa là vui mừng. Ừ, vui vẻ. Rồi, ok. Worry. Yeah. Worry. 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 Lo lắng. Đúng rồi. Cuối cùng là stress. Yên đâu. Bình tĩnh. À, à. Căng thẳng. Sao cái toàn đọc nghĩa ngược mấy từ. Rồi, ok. Nào, bây giờ đọc đáp án cho cô một ô trống mình có thể đặt được nhiều từ nhá. Vì nó có nghĩa nó giống nhau nè. Nào, đọc câu đầu tiên nè. Thu had been studying very hard for the exam. Hard. Very hard. Very hard for the exam. Rồi, tiếp nữa. But this time fell. Still. Worry. Tense. Okay. Mm-hmm. Stress. Mm-hmm. Rồi. Realize. Confident. Now, đang đọc. Worry, tense, stress. Ủa? Đều có nghĩa là căng thẳng với nhau. Thế sao đã đọc relax, confident rồi? Now that she has done well done well in the exam, is really feeling much more relaxed, confident. Mm-hmm. Okay. Sentence number two. My mother. 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 Is a strong person. She stay calm even in the work situation. In the work situation. Rồi đọc lại nào. Worst situation. Rồi, tiếp là câu số 3 nào. Lynn is feeling a bit depressed. Frustrated. Đọc lại nào. Frustrated. Frustrated. Rồi. About. Stress. About. Stress. Cái gì cô? Đọc tiếp đi. Stress xong rồi tự nhiên dừng đây, không đọc nữa. About her. About her.
36 5 she failed. She failed. She failed the exam on again. Once. Once again. Once again. Mm-hmm. Yeah. Number four. I think talking a big clap is a good taking a speech. A speech. A speech clap is a good idea if you want to be more confident, relaxed, calm. Rồi, câu số 5. Câu số 5 nào? Câu số 5 là Emma is really so confident with her fashionable new hairstyle. New hairstyle. New hairstyle. Dạ. Rồi. Cái này còn cái từ delighted nữa này. Feeling so delighted tức là vui mừng ấy. Kiểu hạnh phúc ấy, thích thú. Nói chung là kiểu vui vẻ rạng rỡ ấy. Cảm thấy là cô ấy cảm thấy rất là vui với lại cái bộ tóc mới rất hợp thời trang của cô ấy. Cảm thấy tự tin này, cảm thấy vui vẻ này. Đấy. Mình có hai từ delighted và confident nhé. Mình có thể điền hai từ này vào trong cái ô này nhé. Rồi câu cuối nào. Phúc, Nick and Amelia feel worried. They want to help my brother now. What they can do for her? Rồi, đọc lại cái câu cuối nào. They want to help my. They want to help my. But don't know. But don't know. What they can do for her. But they can. Do for her. Do for her. Rồi, help nhá. Help. Rồi. Ok, rồi, con thấy bài này Duy làm đúng rồi đấy. Dạ. Dạ, rồi. Nào, bây giờ mình xem lại cái phần tính từ chỉ nào. Many adjectives of emotions and feelings are formed from the ed form of verb like excited, relaxed, frustrated, etc. Now, can you find more example? Nào, ở đây này, ở đây có một cái số những cái tính từ chỉ cảm xúc hoặc là cảm giác. Thì cái này thì dùng để chỉ cho cái gì? Dùng để chỉ cho động vật, đồ vật hay là con người. Những cái tính từ chỉ cảm xúc, cảm giác này này. Dùng để chỉ cho con vật, động vật, đồ vật hay là dùng để chỉ cho con người. Dạ thưa cô. Để chỉ cho con người. Đúng rồi, để chỉ cho con người. Còn những cái đồ vật, động vật thì sẽ là chỉ cho, thì sẽ sử dụng đuôi là verb ing. À nhỉ, sẽ sử dụng tính từ là đuôi ing. Có dạng có thêm ing ở đằng sau. Ví dụ như kiểu exciting ấy, relaxing ấy. Đấy, còn đối với người thì sẽ là excited này, relax, frustrated. Đấy. Rồi, Duy tìm cho cô một vài ví dụ nữa được không? Có những từ gì nhỉ? Suy nghĩ để tìm cho cô xem một vài từ nữa. Có những từ gì nào? Bài tập số 3 đúng không cô? Đấy, đang cái remember này này. Remember, đúng không? Đây, cái đoạn này này. Tìm cho cô một vài những cái tính từ chỉ cảm xúc, cảm giác có cái dạng ed này. Cái verb mà có dạng ed. Sao em tìm được cô? Thì được, mình có những cái từ nào đây, nhìn vào word này, cô sẽ gõ ra cung cấp một số thêm một số từ khác nữa nha. Đây.
Và những cái này thì mình sẽ có những cái từ như là Tired day. Có đôi ed đúng không? Đúng không? Cảm giác mệt mỏi này, đang mệt mỏi này, cái này dùng để chỉ người này. Đôi ed đúng không? Tired. Được chưa? Biết từ này chưa? Dạ đúng. Ừ, đấy. Chưa. À, chưa biết từ này á? Dạ. À, từ này là tired, nghĩa là mệt mỏi này. Học cả ngày xong rồi I am so tired, tôi mệt quá, học cả ngày tôi mệt quá đấy. Và ví dụ như có cái từ như là bất ngờ, như kiểu là được tặng quà vào ngày sinh nhật ấy, xong rồi bảo là I'm so surprised because you give me the present. Tôi bất ngờ, tôi rất là bất ngờ bởi vì bạn tặng cho tôi một món quà. Có một cái từ như kiểu là annoy, nghĩa là kiểu là bạn làm cho mình kiểu cảm thấy phiền phức ấy, phiền phức. Bạn nói nhiều quá, cái bạn ngồi bên cạnh mình bạn nói nhiều quá, mình cảm she's a talkative person, she's annoying, she's so annoying. Cô ấy là một cái người nói nhiều quá, xong rồi cô ấy rất là phiền phức. Đấy, chắc là mấy cái từ này chưa học đúng không? Thế thì cô cho thêm nhé. Rồi ok. Thôi, nếu như chưa học thì thôi, chỉ cần nhìn này thôi. Bao giờ Duy học mấy cái từ này thì Duy nhớ nhé. Thế hoặc là những cái từ như là amaze tuyệt vời này. Thế hoặc là reserve, bảo thủ, cái người lúc nào cũng không chịu lắng nghe ý kiến của người khác ấy, bảo thủ, tức là chỉ quan tâm vào cái ý kiến của mình ấy. Đấy, hoặc là please nè thì là hài lòng. Đấy, hoặc là disgusted. Cái này bự nhất hả? Đó là kiểu cảm thấy phiền phức, cảm thấy chán ấy, nhìn thấy cái gì đấy xong rồi cảm thấy chán, disgusted. Hoặc là cảm thấy kinh ấy. Rồi, đấy. Cô cung cấp thêm một vài cái từ tính từ chỉ về cảm xúc hoặc là cảm giác có đuôi và verb có ed. Ở dạng verb mà có ed ở đây. Đó, được chưa? Dạ được. Ừ, rồi, ok. Rồi, bây giờ mình kết thúc sang cái phần getting started nè. À, đây mình còn bài 3 nữa. Dạ. Bài 3 này thì dễ này. Có 6 câu ở đây. Nào. Cái này dễ đúng không? Đọc từng câu là ở đây có 4 cái này. Give advice to someone, encourage someone, advertise with someone, assure someone. Rồi, nè, encourage biết nghĩa là gì không? Encourage nghĩa là khuyến khích. Đúng rồi, khuyến khích người nào đó. Rồi, give advice. Give, đưa ra lời khuyên cho ai đó. Rồi, ừ. Thế là empathize. Đồng cảm với ai đó. Ừ, đúng rồi. Assure. Đảm bảo với ai đó. Đúng rồi. Nào, là làm luôn à? Các bạn làm được luôn đúng không? Em không biết, để em xem đã. Ừ, rồi, ok. Thế cô cho 3 phút để làm bài này nhá. Còn mấy từ go on now, go on là sao cô? À, ok. Thế nhìn một lượt đi rồi có từ là đây, go on là tiếp tục đi. Go on. Ok, cô sẽ cho vào cái chỗ phần này. À không phải. Ý, em biết rồi nhưng mà cắt sao lại nó ghi mày cái này xong mình nối 4 cái ở trên xuống 6 cái rồi. À, ừ đúng rồi. Đây. Tức là ví dụ như cái câu này này, go on, I know you can do it. Tức là cái câu này chỉ làm cái gì ấy, chỉ mục đích để làm cái gì ấy. Tức là cái câu này đưa ra lời khuyên cho người ta hay là động viên người ta hay là đồng cảm hay là đảm bảo với người ta ấy, hiểu không?
Đấy, tức là tiếp tục đi, tôi biết là bạn có thể làm được mà. Thì cái này sẽ là gì? Sao cô? Tức là đây, cô gọi là go on, I know you can do it. Tiếp tục đi, tôi biết là bạn có thể làm được. Thế bây giờ nối với cái nào? Chức năng của cái câu này dùng để làm gì? Để em xin gì đã? Ở đây có 4 cái này, đấy. Rồi, cô cho 5 phút nhá. Dạ. Rồi, ok.
Okay, have you done? Dạ rồi cô. Oh, okay. Rồi, let's check your answer. Number one, go on. I know you can do it. Do it. Correct. Someone. Rồi, đọc câu thứ hai cho cô luôn nào. If I were you, I would get some if sleep. If I were you. If I were you, I would get some sleep. Give advice to someone. Okay. Cô, next. Cô. Ơi. Học hết là... Sao? Học hết getting started là qua cả ở roster lúc one luôn hả cô? Ừ, sao? Sao hả? Dạ không. Okay. Is there any problem? Có vấn đề gì à? Sao tự nhiên hỏi? Làm sao thì phải bảo cô nhá. Dạ. Ừ, vì sao thì phải bảo cô, có vấn đề thì bảo cô nhá. Tự nhiên hỏi xong cô. Ok. Rồi, tiếp đi, câu số 3 nữa. You must have been really disappointed. 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 Okay. Empathize with someone. Empathize. Empathize. Đọc lại là empathize. Empathize. Rồi, ok, tiếp đi. With someone. Rồi, câu thứ tư là. Stay calm. Everything will be alright. 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 Rồi. Right, that's right. Ok, câu này. Câu làm. Answer someone. Assure. Assure. Rồi, tiếp nào. I understand how you feel. Rồi, cái này. Sympathize with someone. Nào, empathize, sympathize ở đâu? Empathize with someone. Rồi. Thế nào? Well done. Well done. Well done. Well done. Well done. You did a really great job. You did a really great job. You did a really great job. Great red job. Rồi, câu này. Encourage someone. Encourage. Im mồm đi. Encourage. Rồi, đọc lại cho cô nè. Encourage someone. Rồi, okay. Rồi. Okay, so let's move to the exercise number 4. Can you tell me how you feel today? How do you feel today? Yeah. How you feel today and what happened? What happened? Today you feel happy, tired, or bored, or like disappointed about something? Hôm nay thì thế như thế nào? Hôm nay Duy cảm thấy như thế nào? Hôm nay đi học đúng không? Hôm nay ngày thứ 6 đi học đúng không? Hôm nay cảm thấy đi học vui hay là đi học mệt mỏi hay là cảm thấy buồn hay là cảm thấy bực với cái gì đấy? Hay là angry? Đi học vui. Okay. So today you're go to the school and you feel happy. So today you feel happy. Why? What makes you happy today? What makes you happy today? Tại gì cô? Hôm nay có cái gì mà làm cho Duy vui? Hôm nay đi học happy thì hôm nay có cái gì làm cho vui? Hôm nay được điểm cao à? Dạ không. Em sao?
Em thấy nó vui. Rồi đi đi gặp các bạn vui à? Đi học được mới đi học lại các bạn vui à? Dạ không, gặp các bạn thì lại không vui. Ờ à, thế à? Thế có cái gì mà vui? Thế đến lớp phải có cái gì vui vui gì? Được gặp lại cô à? Hay là được nói chuyện với bạn thân? Dạ không, em thấy nó vui thì em phải vui thôi. Thế phải có, phải có một cái nguyên do gì, phải có nguyên nhân gì đấy làm cho vui chứ. You feel happy for nothing? For nothing. Chứ tự nhiên lại bảo là thôi em buồn em chẳng muốn đi học nữa cô. Mỗi ngày đi học là một ngày vui. Đúng không? Dạ. Ừ. Okay, so in conclusion that you feel happy. Today you feel happy but for nothing. Nothing but you're still happy. Okay. So, okay. Okay, yeah. That's good. I hope that tomorrow you still feel happy when you go to school. Mong là ngày mai đi học thì vẫn vui nhá. Ngày mai là thứ bảy rồi. Đi học nốt ngày mai Trung thu rồi. Vui. Ngày mai em kiểm tra tiếng Anh đi chứ. Ờ thế à? Thế có vui không? Dạ không. Sao mà không vui? Ngày mai kiểm tra tiếng Anh xong rồi được về đi chơi Trung thu. Hôm nay em được nghỉ Trung thu rồi mà. Thế yeah. À? Dạ. Vậy ngày mai thì vẫn là Trung thu, ngày mai mới đúng ngày Trung thu mà. Tomorrow is mid autumn. Rằm tháng 8. Rằm mùa thu đấy. Yeah. Okay. Hope that you will still happy tomorrow because tomorrow is mid autumn day. Okay, so now let's move to a closer look of number one for vocabulary. Okay. Before we do the exercise number one, I will give you some vocabulary. Okay, here. Okay, let me. Trước khi mình làm bài tập của cái A Closer Look One, cái bài đầu tiên thì ở đây có một số, cô cho một số cái từ vựng ở đây nhá. Chưa? Duy chép chỗ này vào. Chép chỗ này vào đi nhá. Gì cô? Cô bảo là trước khi mà mình chuyển sang làm cái bài tập của bài 1 này này. Đây này, cái phần vocabulary đây này. Thì đây, cô cho một số cái từ vựng ở đây có trong cái bài đấy ấy. Đấy, bây giờ Duy chép vào vở đi. Chép vào vở đi nhá. Rồi mình bắt đầu làm bài nhá. Rồi, ok. Đây này, em lấy bút nha cô. Mày. Trời ơi. Học hết tuần 1 rồi còn không nào. Mẹ em hôm nay là thứ 6 cuối tuần rồi. Nghĩa ra mỗi ngày mày phải làm một tờ. Gì bao giờ bảo chứ. Cái trong lâu kết nha. Đây nha bé xin. Bé chạy xin. Ra đi răng đau hết người này. Bóp lưng cho thì bóp đi. Chứ còn người đã cút. Mùi rốt hồng rồi. Con mất tên này mình chung mà. Con mẹ. Đồng gốc mẹ ớt mày nhỉ. Ấy trời kìa. Tao
Mấy anh mà đấm mừng kìa vậy. Cô nghe được không? Xong rồi cô. Đọc cái chữ từ này nhá. Từ đầu tiên là independence. Independence. Rồi, Duy đọc lại đi. Independence. Okay. Inform. 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 Inform nghĩa là sáng suốt, ví dụ như cả đưa ra lựa chọn sáng suốt ấy. Embrace. 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 Self-aware. 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 Reasoning skill. Reasoning skill. Reasoning skill. Reasoning skill. Period. 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 Rồi, nào, đọc lại nào. Independence. Independence. Inform. Inform. Embrace. Embrace. Self-aware. Self-aware. Reasoning skill. Reasoning skill. Period. 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 Rồi, nào, tự đọc lại một lần các từ đi. Từ tiên nào. Independence. Independence. À, independence. 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 Rồi, từ tiếp theo nào. Inform. 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 Rồi, từ thứ ba nào. À, Embrace. Embrace. Rồi, embrace. Embrace. Rồi, từ nào. Self-aware, self-aware. Rồi, tiếp nào. Reasoning skill. Từ cuối nào. Period. 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 Rồi, đọc lại từ đầu đi. Để gọi là independence. Rồi. Tiếp nào. Form. Embrace. Self-aware. Reasoning skill. Period. Rồi, ok. Chép lại rồi tí nữa về nhà đọc lại phải học thuộc lại nhá. Về chép lại học thuộc nhá. Về tập đọc lại đi nhá. Có chắc là có cái từ embrace với lại cái từ independence nó hơi khó. Với từ period nó hơi khó nhớ một tí. Rồi. Rồi, nào, bây giờ. Đây, đây những cái từ này cô đều lấy ở trong cái ô này đấy. Nào, Duy nhìn nhanh có cái bài này xem còn từ nào mà chưa biết nghĩa không? Nhìn nhanh trong cái bài điền này có từ nào chưa biết nghĩa thì bảo cô nè. Để cô cung cấp thêm nghĩa để tí nữa mình dịch bài nha. Dạ không. Rồi, ok. Bây giờ cô cho Duy 6 phút. 6 phút. Thôi. Cho 7 phút. Cho 7 phút vừa điền vừa đọc bài. Xong rồi dịch. Sau không về đọc luôn cái bài này cho cô đọc luôn cả bài, đọc luôn đáp án nhá. 7 phút nhá. Rồi, ok. Đọc bài đi.
Duy làm xong chưa? Duy làm xong chưa Duy gì? Đã rồi. Ok. Rồi, rồi. Nào, thế bây giờ đọc cả bài đi nào. Đọc bài xong điền tương tự ấy nhá. Tự làm. Dạ vâng. Từ đầu tiên đọc là gì đấy? Học từ đầu tiên chưa? Là adolescence. Adolescent. Adolescent. Đọc lại đi, adolescent. Adolescence is the period between childhood and young adulthood. Adulthood. Okay. So body will change in shape and height. In shape and height. And height. Shape and height. Rồi. Your brain will grow and you have improved self-control. Nào nào đọc từ từ thôi. Improve self-control. Self-control. And reasoning skills. Em vào cũng là. Reasoning skill. Reasoning skill. Physical changes are different for everyone. So you doesn't need now. So you gì? So you don't need to feel. Đúng không cô? Đúng rồi, cái đó đi. Bây giờ sai thì cô sửa mà. So you don't need to feel embarrassed or frustrated. Okay. Mẹ mẹ cho nghỉ đi nha. Experience. Emotion. Now. Emotional. Change as well. You feel you can. Cái change. Cái change này số nhiều ấy thì đọc ra changes. Change it. As well. Rồi, đọc tiếp đi. Change it. As well, you feel you want more independence and responsibility. Why? You may become more self-aware. And care about other people opinion. Care. Especially those of your friends. But remember, you need support and guidance to make informed decisions and overcome stress.
xong rồi cô. To make this season. This season. Nào, đọc lại từ đấy đi. This season and overcome stress. This season and overcome stress. Rồi, nào, dịch bài này đi. Dịch bài này nào. Giai đoạn vị thành niên là giai đoạn giữa thời thơ ấu và trưởng thành, cơ thể của bạn sẽ thay đổi và về hình dáng và chiều cao, não bộ của bạn sẽ phát triển và sẽ cải thiện sự tự kiểm soát và khả năng lý luận. Những thay đổi về thể chất ở mỗi người là khác nhau, vì vậy bạn không cần phải cảm thấy xấu hổ hay thất vọng. Bạn cũng sẽ trải nghiệm những thay đổi về mặt cảm xúc, bạn sẽ cảm thấy muốn độc lập và có trách nhiệm hơn. Bạn có thể biết tự nhận thức và quan tâm đến ý kiến của mọi người hơn, đặc biệt là những người bạn của bạn. Nhưng hãy nhớ rằng bạn sẽ cần sự trợ giúp và hướng dẫn của những của người lớn để có những quyết định có cân nhắc và vượt qua căng thẳng. Đúng rồi. Ôi, dịch giỏi thế, dịch nhanh thế. Dịch mấy bài này tiếng Anh. Đọc tiếng Anh mà ông dịch, đọc tiếng Anh mà ông đọc nhanh như vừa nãy cũng đọc nhanh này, phải tốt không? Có vẻ 10 điểm nữa. Mai không cần mấy thi, không cần kiểm tra 15 phút nữa. 10. Về tập đọc lại cái bài này đi nhá. Vâng. Ừ. Cô ơi. Nếu mà đến 9 giờ mà chưa hết bài thì vẫn phải học hết bài hả cô? Không, đến 9 giờ thì nghỉ thôi. Dạ. Và ngày mai thì mình học tiếp. Ngày mai cô của Di vẫn bận nên là mai cô sẽ dạy bù tiếp nhé. Thì mai mình học tiếp. Mai cô được nghỉ trung thu. Muốn nghỉ trung thu à? Dạ thôi mai học cũng được. Khỏi cần nghỉ. Sao? Nghỉ. Dạ thôi nghỉ thì nghỉ hôm nay, cần gì phải cần mai. Ôi, ngày mai mới là trung thu. Ngày mai mới trung thu mà. Thôi nhưng mà chú em là hôm nay là trung thu rồi. Thế thôi à, mai chẳng gì đâu. Thế à? Thế... còn trung thu không? Dạ. Còn trung thu không? Dạ hết rồi. Hết rồi á? Mới có 8:40 đã hết trung thu rồi á? Tại vì em đi nhà thờ cô. À, thế hả? Thế tại sao hôm nay không xin thầy nghỉ? Thôi, học cũng được, xin làm gì. Okay. Thôi, cũng học đi, ngày mai kiểm tra 15 phút rồi. Dạ. Ừ. Thế mình học nhanh. Hôm nay có thể cho Di nghỉ trước 5 phút hoặc 10 phút. Nếu như mình học xong cái chỗ, thôi, chắc là không kịp ôn lại cái bài ngữ pháp hôm qua đâu. Mình học xong cái chỗ này thì cho Di nghỉ luôn để mai ôn tí ôn bài, mai kiểm tra 15 phút nhá. Dạ. Ừ, rồi hôm mai lại... không làm được bài thì chết tại cô. Ôn bài nhá, hôm mai thì bảo tại cô đấy. Now, now let's move to the, okay, well, bây giờ mình sẽ làm nhanh á, là mình sẽ làm xong được bài 2, bài 3 ở cái chỗ này, rồi mình nghỉ nhá. Ừ. Thôi, cái bài ngữ pháp thì để ngày mai mình học tiếp vậy. Ngày mai cô vẫn dạy Duy. Cô vẫn dạy bù, cô sẽ dạy hộ cho cô của Duy. Now, let's move to the exercise number 2. Match the source of stress and pressure to the expressions. Now, bây giờ ở đây mình có, nào, có 6 cái trường hợp ở đây. Đây, ở đây có 6 cái trường hợp này. Đây, có 6 trường hợp các bạn này ở đây. Đấy, thế rồi đúng không? Dạ thấy. Ừ, rồi. Bây giờ mỗi bạn này đang có một cái vấn đề, có một cái trường hợp mà các bạn có một cái vấn đề ở đây. Đây, có 6 cái vấn đề ở đây và đây là các cái trường hợp A, B, C, D, E, E, F này, là các trường hợp của các bạn. Và đây là các vấn đề. 1 to 6 is their problems. 1 đến 6 là cái vấn đề của các bạn đấy. Bây giờ Duy đọc cái chỗ phần này, Duy đọc từng trường hợp của các bạn này. Và sau đó là match, nối. Điền xem là trường hợp của bạn này là trường là cái vấn đề gì nhá. Đấy chưa? 106 cái vấn đề này. Đấy chưa?
Dạ. Ừ, rồi, ok. Nào, 5 phút làm cái bài này nhá. Tí nữa cả đọc cả dịch đấy nhá. Dịch nữa cô. Phải dịch. Dịch đi. Dịch thì mới nhớ được từ. Dịch thì mới nhớ được từ vựng. Tập đọc nữa. Nào, làm đi. 5 phút nhá. 48 nhá. Xong sớm nghỉ sớm nhá. Đi vào đây nhá, rơi hết cái thằng này này. Không bị từ bao giờ đây mà chưa nóng lên. Mang gì nấy, mới mang trong rồi đi á. Nghỉ là nghỉ luôn à? Nghỉ một chút. Thank you.
mày bây giờ chụp mạch rồi. Dạ. Này, phanh đồng hồ này có sai nữa. Đâu sai? Đây. Này, phanh đồng hồ này sai này. Với lại đố vui làm đi. Biết ra nháp. Biết ra nháp 2 ô. Không biết. Không nhân mấy thì bằng... À, mấy nhân mấy là không? Con không biết. Thử quán đi. Không biết. Con nào nhân với con nào mà ra không? Đấy, phải đoán này. Đấy. Xem nghĩ đi, ngồi thử có xem mấy cái đấy nó ngu lắm. Này. Ví dụ bây giờ này. Mình thử đoán là mấy nhân mấy. Rồi những con nào nhân với nhau ra không? Ra đuôi là không? Ví dụ 20 cũng là đuôi là không? 10 đuôi là không? 50 đuôi là không? 40 đuôi là không? Nè, thử đi. Tao phải ngồi suy nghĩ thử đi. Lấy này nhá. Con đang suy nghĩ rồi. Tao đang bỏ mày thử nhân hai con cộng hai con nhân nhau ra. Xong chưa Duy ơi? Dạ chưa cô. Ừ, ok thì cứ làm đi. Bao giờ xong thì bảo cô nhá. Dạ vâng, sắp xong rồi cô. Ok, cố lên. Em xong rồi cô. Ờ, ok. Nào, bây giờ đọc cho cô nào. The situation A. I never be never, good. Never, I never be good at math. I am just too stupid. Stupid. Ờ, thế là à, em đọc luôn kết quả, đọc luôn nghĩa nha cô. Ừ, đúng rồi, đọc luôn đi. À, yeah, match with school. Ủa đâu? Nào, làm gì? Sao giờ lại ủa đâu? Cô là negative feelings about them. Yeah, them souls.
themselves nghĩa là đọc lại từ này nào, themselves. Cái từ này lúc đầu đọc rồi đấy, lúc này lúc cái bài getting started đọc rồi mà vẫn quên đấy nhá. Đọc lại nào, negative feeling about themselves. About themselves. Rồi, dịch luôn đi. Dạ thưa cô là tôi sẽ không bao giờ giỏi toán, tôi chỉ là quá ngu ngốc. Rồi, và này, vấn đề của bạn này là cảm giác tiêu cực về bản thân. Situation B. Trường hợp B nào? Situation B, I hate my voice. I hate my voice. It's high one minute, một phút. Minute, a phút ấy, một phút. Loudness, ten, high again, what's the matter with it? And the girl and người ta chỉ là đang nhấn mạnh thôi, and the girls are making fun of me. I am so embrace rồi match with nghĩa là nào, đang từ từ nối đã, đáp án đã. Đáp án 2 ạ. Đáp án 2 cô. Physical. Tôi ghét giọng nói của mình nó cao. Physical changes nghĩa là sự thay đổi về vật lý, về cái phần bên ngoài, thay đổi vật lý về như kiểu giọng nói. Dạ vâng. Giọng nói của mình ấy. Đấy, bạn này bạn thay đổi giọng nói đúng không? Rồi, dịch cái này đi cô nào. Dịch thế nào cô? Dịch cái phần trường hợp B của bạn này ấy. Tôi ghét giọng nói của tôi đây. Của mình nó cao 1 phút, thấp tiếp theo rồi lại cao. Có chuyện gì đó xảy ra và ra với nó và các cô gái đang chế giễu tôi. Tôi rất xấu hổ. Rồi, ok. Correct. And situation C, trường hợp C nè. Get the high score in this exam. I must be the best student in the class. Well, best student. Best student. Rồi. Okay, and you match with? Nối với 6, câu 6 ạ. Having too high expectations. Rồi, dịch nào. Tôi phải đạt điểm cao nhất trong kỳ thi này. Tôi phải là học sinh giỏi nhất trong lớp. Rồi. Bạn này đang có quá nhiều. Đúng rồi, giỏi. Tiếp nào. I feel worried when I have to wait for the bus in that neighborhood after my evening class is so quiet and dark there. Okay. And the problem is, vấn đề ở đây là gì? Vấn đề là tôi cảm thấy lo lắng khi phải đợi xe buýt ở khu phố đó sau giờ học buổi tối. Ở đó thật yên tĩnh và tối tăm. Nói với câu số 3. Đúng rồi. Unsafe. Đúng rồi. Unsafe living environment. Đúng rồi. Môi trường sống không an toàn. Rồi, tiếp nào. I have this big assignment.
assignment to complete. And I doesn't and I don't. Now, don't. No. No. Where to start? It's too difficult. Nói với câu số 1 cô. Đúng rồi. Rồi, dịch nào. Tôi có nhiệm vụ này phải hoàn thành và tôi không biết phải gắn dấu sao ở đâu, nó quá khó. Nào, sao gắn dấu sao ở đâu? Start là bắt đầu mà. Còn star mới là ngôi sao. Phân biệt hai cái này nhá. Star thì không có chữ T ở cuối đâu. Còn start này có chữ T ở cuối này thì là bắt đầu. Tôi không biết bắt đầu từ đâu. Tôi không biết bắt đầu từ đâu. Rồi. Nó. Nó quá là khó đúng không? Dạ, nó. Dạ vâng, nó quá khó. Ừ. Nói với cái nào? Nói với câu số 1 ạ. Ừ, đúng rồi. Áp lực ở trường học và cái sự nản chí đúng không? Dạ vâng. Ừ, rồi, nào, nốt câu cuối thì mình nghĩ nào. Why doesn't he may? Nào, he... why doesn't he? Why does? Why does he make me do all of his homework? It's not fair. Fair. It's not fair. Fair. And he says, if I don't do it, he make my life difficult. Rồi. Là gì? Dịch đi. Nói với câu số 4 ạ. Ok. Vấn đề của bạn này là cái gì đây? Tại sao anh ấy bắt tôi làm tất cả bài tập về nhà của anh ấy? Nó không công bằng và anh ấy nói nếu tôi không làm điều đó, anh ấy sẽ khiến cuộc sống của tôi khó khăn. Ừ, đúng rồi. Bạn này là có vấn đề với lại bạn cùng lớp ở trường đúng không? Dạ đúng. Ừ, rồi, ok. Rồi. Thế giờ là bây giờ mình nghỉ ở đây nhé. Nào, bài tập về nhà hôm nay của Duy là về đọc học thuộc lại từ vựng nhá. Học thuộc lại từ vựng và đọc lại cái bài này, quay video đọc lại bài này cho cô nhá. Đấy, dạ. Chỉ có thế thôi, thấy chưa? Tối mai mình lại học tiếp đúng không? Dạ, đúng. Rồi đấy. Nên bài tập sẽ chỉ cần học thuộc lại những cái từ đã học hôm nay với lại quay video lại đọc lại bài này cho cô, thấy chưa? Rồi. Rồi chuẩn bị xem trước bài ngày mai nhá. Bài ngày mai thì mình sẽ học về ôn lại cái to infinitive và làm bài tập nhé. Và làm bài tập của to infinitive nhé. Cái question word ấy. Cái question word before to infinitive ấy. Đấy. Dạ. Cái ngữ pháp lần trước Duy học ấy. Đấy. Rồi sau mình ôn lại đấy rồi mình làm bài tập nhé. Rồi được rồi. Duy nghỉ ở đây nhá. Ngày mai mình lại học tiếp nhé. Rồi ok. Goodbye. Goodbye teacher. Okay. See you again.